Công ty Hưng Lộc Phát vừa chính thức công bố dự án khu căn hộ cao cấp The Golden Star, tọa lạc tại số 72 Nguyễn Thị Thập, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Buổi lễ diễn ra vào đúng dịp kỷ niệm 15 năm thành lập công ty Hưng Lộc Phát vào ngày 13 tháng 3 vừa qua. Khoảng 1.000 khách hàng đã đến tham dự sự kiện này tại Game Center. Buổi lễ kỷ niệm 15 năm thành lập công ty Hưng Lộc Phát đã diễn ra trong bầu không khí long trọng với sự tham gia của các chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản, ngân hàng, báo giới và đông đảo khách hàng. Lãnh đạo công ty Hưng Lộc Phát đã chia sẻ về những bước đường thăng trầm của công ty trong suốt 15 năm qua, từ một công ty chuyên cung cấp vật liệu xây dựng trở thành một Hưng Lộc Phát có vị thế trong ngành bất động sản hiện nay. Những thành tựu này có được là nhờ một phần lớn ở chính sách chú trọng phát triển nguồn nhân lực. Trong suốt 15 năm qua, công ty Hưng Lộc Phát luôn luôn phát triển, doanh thu năm sau cao hơn năm trước, thu nhập cá nhân mỗi năm đều tăng cao, đảm bảo đời sống cho cán bộ công nhân viên công ty. Trong những năm 2011 đến 2014, thị trường bất động sản đóng băng gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng theo đánh giá của Hưng Lộc Phát, nhà ở dành cho những người có thu nhập trung bình trở lên là rất lớn. Do vậy, trong thời gian này, công ty đã đầu tư và phát triển một số quỹ đất. Và cho đến năm 2015, khi thị trường bất động sản phục hồi, thì công ty đã chiếm lĩnh được một số vị trí đắc địa tại quận 7 và Nhà Bè. Dự án Silver Star nằm ở mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ, dự án Golden Star nằm ở đường Nguyễn Thị Thập, dự án Green Star nằm ở đường Nguyễn Lương Bằng, quận 7 và dự án Blue Star nằm mặt tiền đường Nguyễn Văn Linh. Yếu tố thành công của Hưng Lộc Phát theo đánh giá của tôi là yếu tố con người. Ở đó có một tập thể đoàn kết gắn bó vì lợi ích chung của công ty, và ở đó mỗi con người bằng nhiệt huyết, trí tuệ và sức sáng tạo của mình phát huy cao độ, đưa công ty ngày càng phát triển. Thực sự là 15 năm là một chặng đường vạn sự khởi đầu nan. Từ lúc đầu công ty thì cái lượng cán bộ nhân viên rất là ít, cái giá trị sản lượng không cao, hoạt động chủ yếu ở những vùng sâu vùng xa. Ví dụ như thời đó tụi tôi xay đá ở trên Hàm Thuận, Đa My chẳng hạn, hoặc là đi làm đường Hồ Chí Minh thì nó gian khó lắm. Rồi sau đó khi mà đã tích tụ được một ít tài sản thì ở đây phải tôi nói là công đầu cái sự kiên trì của anh Lực, anh chủ tịch hội đồng quản trị, một cái sự tâm huyết và một cái sự bền bỉ của anh Lực là phát triển cái thương hiệu cũng như là cái đường đi nước bước của công ty, là hoạch định cái chiến lược dài hạn. Thì cũng chia sẻ cái như phát biểu của anh Lực, thực sự là bất kỳ một công ty nào cũng vậy thôi, cái yếu tố con người nó cực kỳ quan trọng. Anh thiếu tiền anh có thể đi vay tiền, anh thiếu thiết bị anh có thể đi mua sắm thiết bị, nhưng mà anh thiếu con người thì không ổn. Một những con người mà nó phải tâm huyết với lại đồng hành cùng công ty cả những lúc khó khăn nhất, cũng như là cái lúc mà công ty đạt đến cái bến bờ vinh quang, thì đây là một cái điều mà bản thân anh Lực đã tạo cái động lực cho cả một cái tập thể cán bộ nhân viên. Tại sự kiện kỷ niệm 15 năm thành lập, công ty Hưng Lộc Phát cũng đã chính thức công bố dự án khu căn hộ cao cấp The Golden Star, tọa lạc tại số 72 Nguyễn Thị Thập, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, thuộc quy hoạch khu dân cư cao cấp Nam Sài Gòn. The Golden Star là dự án khu căn hộ cao cấp có tổng diện tích 9.229 m², quy mô 26 tầng, bao gồm 478 căn hộ, diện tích từ 50 đến 83 m², từ 2 đến 3 phòng ngủ, vốn đầu tư khoảng 932 tỷ đồng. Nhằm kiến tạo một không gian sống tiện nghi, hiện đại, gần gũi với môi trường, The Golden Star dành phần lớn diện tích cho mảng xanh và các tiện ích nội khu. Mật độ xây dựng chỉ chiếm 32,24%. Dự án cũng được thiết kế biệt lập, khép kín với tường bao có vườn treo kết hợp cây xanh, tạo cảnh quan thiên nhiên thân thiện. Hoa hậu Lệ Quyên, được bình chọn là hoa hậu được yêu thích nhất tại cuộc thi Hoa hậu siêu quốc gia 2015, đã chia sẻ lý do cô chọn mua căn hộ tại dự án này. Trước đây thì Lệ Quyên đã tìm hiểu rất là nhiều dự án chung cư cũng như là nhà ở để Quyên muốn mua cho mình một căn hộ, nhưng mà Quyên tìm rất là nhiều rồi, nhưng mà Quyên thấy hầu như các dự án có những cái thiết kế nó khá là giống nhau, và Quyên cho nên là Quyên cũng đang rất là do dự về vấn đề này. Nhưng mà khi mà biết đến dự án Golden Star của dự án này thì Quyên cảm thấy rất là thú vị, bởi vì nó có những cái thay đổi rất là lớn, ví dụ như là về
vật liệu xây dựng hay là về cách trang trí cũng như là về hệ thống bảo vệ. Như Quyên biết thì dự án Golden Star là một dự án nhà ở khá là khép kín này, rất là chọn lọc và không quá đông đúc. Thì đây là một cái điều mà hầu như tất cả những người làm việc rất là quan tâm, vì người ta muốn có một không gian yên tĩnh để người ta nghỉ ngơi sau giờ làm việc. Bên cạnh đó là những tiện ích đẳng cấp như hồ bơi Skyview, tràn bờ, diện tích trên 500m², điều chỉnh nhiệt độ theo thời tiết, phòng gym, khu vườn treo, BBQ, siêu thị Vinmart, nhà sinh hoạt cộng đồng 5 sao. Đặc biệt, The Golden Star cũng là dự án đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh đầu tư hệ thống xử lý nước công nghệ cao, nước lọc tại vòi đạt tiêu chuẩn nước uống trực tiếp của Mỹ, cùng hệ thống thang máy cao cấp tốc độ cao. Dự án này là một dự án đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh được lắp đặt hệ thống lọc nước theo tiêu chuẩn của Mỹ, đó là lọc nước tại vòi cũng như là hệ thống bảo vệ tới 3 lớp. Ngoài ra thì vật liệu xây dựng cũng là một cái vấn đề mà Lệ Quyên khá là quan tâm. Quyên rất là thích cái gạch mà gạch gọi là gạch cẩm thạch cũng như là vàn cái ván lót sàn được nhập từ Đức này, rồi thiết bị vệ sinh Toto hay là các thiết bị nhà bếp Maloka, những cái đó hầu như là tất cả những nó là những sản phẩm đầu tiên của Đức, của Nhật hay là của Tây Ban Nha. Ngoài ra thì các thiết kế nội khu đó cũng khá là tốt. Nó là những thiết kế hàng đầu và đạt tiêu chuẩn 5 sao, và đây là vấn đề mà Lệ Quyên rất là quan tâm. Công trình này thì tôi đã được đi tham quan cái công trình 1. Nói chung là cái về quản lý và chất lượng công trình thì công ty này nói chung là tương đối tốt. Vấn đề hậu mãi, bảo trì các cái mà dự án mà người ta đã xây dựng thì đều là ổn. Một lợi thế lớn nữa của The Golden Star là nằm gần các tuyến đường huyết mạch thuộc khu Nam Sài Gòn, giúp cư dân có thể di chuyển dễ dàng đến các khu vực trong thành phố. Nằm liên kề khu đô thị Phú Mỹ Hưng, dự án được hưởng tất cả những tiện ích mang đẳng cấp quốc tế như Bệnh viện Pháp Việt, Bệnh viện Tim Tâm Đức, Trung tâm Thương mại Paragon, Fresh Mall, Vivo City, Trường Đại học RMIT, v.v. Cái vị trí địa lý của cái khu vực này, nói chung là nó cũng nằm gần trung tâm, mình có thể di chuyển được các nơi cần thiết. Vị trí của dự án thì nó nằm ở trên ở khu quận 7, thì đây là một cái khu mình nghĩ là nó rất là thoáng và nó hợp lý, nó sẽ giúp cho mình tránh kẹt xe. Tại đợt công bố này, Hưng Lộc Phát đã đưa ra mức giá rất hấp dẫn, chỉ từ 25,3 triệu đồng một mét vuông. Quyên thấy ở đây dự án này giá cũng rất là hợp lý, nó rất là hợp lý dành cho những người mà có công ăn việc làm ổn định, bởi vì nó chia ra rất là nhiều khoảng thời gian để mà mình có thể thanh toán, cho nên nó rất là phù hợp với những gia đình mà muốn mua một căn hộ, và nó sẽ là giúp cho mình trả từ từ khi mà mình có điều kiện. Cái tiến độ công trình này có thể là khoảng 2 năm, thì cái chi phí mà mình có để gọi là để dành để từ từ mình thanh toán từng phần, chứ không phải là trả một lúc. Nếu mà trả một lúc thì mình cũng khó khăn đấy. Cũng nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập, ban lãnh đạo Hưng Lộc Phát đã trao giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cao ốc Hưng Phát 1 cho các khách hàng theo đúng cam kết. Trong tương lai thì công ty cũng cố gắng là hòa nhịp cùng sự phát triển của đất nước, cũng xây dựng một cái công ty phát triển đều bền vững ở các lĩnh vực, nhất là sản xuất vật liệu xây dựng, thứ hai là phần đầu tư các công trình về năng lượng, và cái thứ ba là phát triển các dự án bất động sản. Thì từng bước tùy theo cái nhu cầu của xã hội mà mình nâng cấp các dự án của mình lên, các công trình của mình lên, nó sánh vai cùng với các cái công ty mà đã từng có tên có tuổi trên thị trường. Thì chúng tôi cũng phấn đấu vào một cái top, gọi là nói chung nhắc đến Hưng Lộc Phát thì mọi người cũng có sự quan tâm. Chắc chắn sau này khi mà nhắc đến Hưng Lộc Phát thì nó đi kèm đồng hành cùng với những cái sản phẩm mà được thị trường đón nhận cách rất là tin tưởng. Ngay sau đây là buổi tường thuật chi tiết buổi lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Hưng Lộc Phát.